16:30 trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, tình hình khô hạn nghiêm trọng diễn ra từ nửa cuối năm 2009 cho tới nay, được tổ chức vào tháng 4 sẽ là thời điểm thích hợp để ngành du lịch quảng bá các tour du lịch hè. Không chỉ biết tận dụng thời điểm, năm nay các đơn vị du lịch còn biết khai thác thế mạnh của các điểm đến nội địa nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Dạo qua một vòng hội chợ nằm trong ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh 2010, điều dễ nhận thấy là hầu như các gian hàng đều giảm giá đặc biệt các tour du lịch nội địa mùa hè. Bến Thành Tourist thu hút khá nhiều sự quan tâm của người xem nhờ trùng tour hành trình về đất tổ mùng 10 tháng 3 âm lịch và trùng tour đi các tỉnh phía Nam nhân lễ 30 tháng 4. Điều này cho thấy du lịch theo sự kiện văn hóa lịch sử đã bắt đầu được khai thác. Du lịch trong nước đáp ứng thời điểm hè cũng được chú ý. Tour đi các thành phố biển đảo được các đơn vị du lịch khai thác triệt để, bởi đây cũng là mối quan tâm hàng đầu của du khách nội địa trong dịp hè. Tuy nhiên, theo nhận xét của nhiều người xem, mức giá ưu đãi cho các tour này vẫn chưa hấp dẫn và việc quảng bá hình ảnh các điểm. Du lịch nội địa quảng bá đậm nét hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh.